cái đường đi vô trong Gà Đốt nha. Đây là cái đường khu du lịch Hồ Hữu Thum nha các bạn. Cái khu vực này là chuyên về Gà Đốt đây. Bạn kìa. Quay cho bạn cho khán giả coi. Đây mình chạy vô khoảng cây số nha các bạn. Đây chạy dài trong thì nó có nhiều nhiều quán lắm. Thì các bạn coi phong cảnh nào thích cho quán nào mình ghé đó ha. Thường thường thì người ta sẽ đi tới cuối á, cuối con đường thì cái chỗ đó phong cảnh nó hữu tình lắm. Nó có hồ nước với lại núi đó. Quán Gà Đốt các bạn, đây quán thứ hai nè. Nhưng mà những cái quán này thì thường là quán nó không có đông khách nha, tại vì quán ở bên ngoài chưa có phong cảnh, nó chưa có hữu tình, chưa có vô tới mấy cái hồ nước á. Ở trong kia có hồ nước. Giới thiệu là ai có bộ bịch vô xuôi đây luôn. Ở đây có khu di tích lịch sử cách mạng vậy nè. Đây là vô đi mấy khu di tích là hồi đó là nó thông qua cái ngọn đồi đồi Tức Giục á, là ngọn đồi 2 triệu đô đó. Cách mạng ẩn náu ở dưới đây nè, rồi Mỹ thì cứ việc ở trên quăng bom xuống, quăng lựu đạn xuống. Mình chọn quán nào đây, quán nào cũng được. Cửa tiên nè, đâu, bên đâu, trái đâu. Bên trái nè. Không, cửa tiên bên trái không? Ừ. Ở đây nhiều quán, nói chung giá cũng tương đối nhau, chứ không có chặt chém. Ở khu vực này giá nó tương, cũng tương đồng. Cửa tiên nằm đâu? Đây, Gà Đốt, Kiều Tiên, quán Kiều Tiên dưới dầu 50m. Vô trong chút. Đó, sòi núi nó vậy đó, trái có chút xê, chút béo vậy đó. Đây là quán Gà Đốt Hữu Thum Kiều Tiên các bạn. Đây có dàn bông giấy quá đẹp, màu đỏ. Ở đó có một cái cây cầu sống ảo. Đây là quang cảnh Hồ Hữu Thum các bạn. Lúc tầm khoảng gần 5 giờ chiều nha. Hiện tại cũng đang là mùa khô cho nên nước nó cạn hết trơn. Ở đây là quán Gà Đốt, quán Gà Đốt Kiều Tiên. Ở đây quán này thì có cái phong cảnh tương đối tốt các bạn, ở trên cái hồ nha. Tôm cắt rất là nhiều luôn. Hôm nay là ngày thứ 5, chưa phải là ngày cuối tuần nhưng mà khách cũng rất là đông. Cái này chắc có lẽ những ngày cuối tuần thứ 7 chủ nhật chắc khách đông lắm. Đó là cây cầu sống ảo các bạn. Ở đây thì được các ông thợ làm thêm cái mé hồ này. Để em gái bưng trước coi, để em gái bưng nặng. Được không thì đóng ấy. Rớt cái dòi. Cho nước đá sớm nha. Vui chút em. Thấy không vui chưa nè. Bạn chết rồi. Không, nó có đá đi luôn nè anh ơi. Ai nấu gì đâu, không vô. Chọc gà quá ngon. Hứng, nhiễu. Nói chuyện mà dạng không giữ ý phải không? Có số điện thoại quản lý luôn. Đây quý khách chủ động bấm chuông ha, nếu có gì bấm. Rồi số điện thoại quản lý. Ủa, tôi quạt máy rồi, bấm công tắc cho tôi quạt máy quạt con. Kìa đó, máy quạt máy trên đầu không kìa. Đây kìa, bên kia. Công tắc không, bấm đi, vô quạt thôi. Mực này 150 các bạn. Được mấy con lên? Rồi, nhiều à, nhiều lắm á. Có chục con á. 4 6 8 con. 8 con. 8 con bự không à. 150. Cũng được ha. Còn cái gà này mấy trăm? 300. Gà này 300.